Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay 30 tháng 8 đi ngang tại các địa phương trên toàn quốc sau nhiều ngày liên tục giảm giá. Tính trong một tuần qua thì giá lợn hơi ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 2 tới 7.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay đa số các địa phương giao dịch tại ngưỡng 80.000 đồng 1 kg. Trên ngưỡng này có Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc có giá dao động từ 81.000 đến 82.000 đồng 1 kg. Riêng Ninh Bình, Tuyên Quang, giá lợn hơi có giá từ 78.000 đến 79.000 đồng 1 kg. So với tuần trước, giá lợn hơi giảm từ 3.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Hiện giá lợn hơi toàn miền Bắc dao động từ 78.000 đến 82.000 đồng 1 kg. 78.000 đến 82.000 đồng 1 kg cũng là mức giá dao động được ghi nhận tại miền Nam. Bạc Liêu, Vĩnh Long đang thu mua lợn hơi với giá 78.000 đồng 1 kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực. Cao hơn có Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh có giá 80.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại có mức giá dao động từ 81.000 đến 82.000 đồng 1 kg. Trong tuần này, giá lợn hơi miền Nam giảm mạnh từ 2.000 đến 5.000 đồng 1 kg tùy từng địa phương. Cá biệt có Tây Ninh có mức giảm lớn nhất 7.000 đồng 1 kg. Cùng đà giảm với hai miền Nam Bắc, giá lợn tại miền Trung, Tây Nguyên cũng ghi nhận mức giảm sâu từ 5.000 đến 6.000 đồng 1 kg trong tuần vừa rồi. Hiện dao động ở mức 79.000 đến 82.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, như chúng tôi đã liên tục phản ánh, không chỉ có nhãn chính vụ năm nay mất giá mạnh mà ngay cả nhãn chín muộn tại Hà Nội thì cũng đã mất giá tới 40% so với năm trước do nhu cầu tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dù chất lượng quả to, cùi dày, vị ngọt đậm, hương thơm nồng, nhãn chín muộn Hà Nội đã được xuất khẩu những lô đầu tiên sang thị trường Mỹ, Úc từ năm 2015. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay thì hoạt động xuất khẩu nhãn không có nhiều cải thiện. Việc sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi liên kết chưa được triển khai rộng rãi. 70% sản lượng nông dân vẫn phải tự tiêu thụ qua tư thương, ghi nhận của phóng viên VTC16. Nhãn chín muộn Hà Nội bắt đầu được xuất khẩu từ năm 2015. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt gần 20 tấn, chiếm khoảng 1% tổng sản lượng. Một trong những nguyên nhân khiến loại trái cây này chưa mở rộng được thị trường xuất khẩu là do việc bảo quản sau thu hoạch chưa đạt hiệu quả cao. Hiện với công nghệ sông lưu huỳnh trong giới hạn cho phép hoặc sử dụng hóa chất sinh học có nguồn gốc từ thực vật, quả nhãn chỉ có thể bảo quản từ 20 đến 25 ngày. Nhãn miền Bắc thì khó bảo quản hơn nhãn Việt Nam bởi vì do cái lớp cấu trúc vỏ của nó là vỏ dày và cái cứng hơn, do đó cho nên là nó khó bảo quản hơn. Vì vậy cho nên là nhãn miền Bắc hiện nay ấy, thì chỉ đang đi sang các thị trường gần, ví dụ Singapore này, một số đi sang các cái thị trường Nga hoặc là Đông Âu, nhưng mà phải đi đường máy bay. Theo người trồng, so với giá bán nhãn tại thị trường trong nước thì nhãn xuất khẩu được thu mua cao hơn từ 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển logistics đang chiếm từ 30 đến 40% giá thành, khiến doanh nghiệp cũng chưa mặn mà mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp cho biết, thay vì trông chờ vào thị trường xuất khẩu, thì việc nâng cao chất lượng, phục vụ tiêu dùng trong nước mới là giải pháp khả thi. Để mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn cũng như cái việc nâng cao chất lượng của tiêu thụ nội địa thì cái việc chăm bón và tổ chức sản xuất của người dân để đáp ứng làm sao được cái tiêu chuẩn về dư lượng cũng như là đảm bảo được chất lượng cho người tiêu dùng thì nó là một cái câu chuyện mà bà con cũng phải lưu ý và có cái chiến lược cũng như kế hoạch chăm sóc cho nó phù hợp. Trước những khó khăn trong tiêu thụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị hội thảo xúc tiến tiêu thụ nhãn chín muộn, trong đó tập trung việc kết nối nông dân và doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm này. 2 năm ở đây chúng tôi đã có cái chương trình là kết nối giúp bà con để khâu nối với các cái doanh nghiệp lớn để làm sao một là cái năng suất ấy, cái sản lượng mà ra thì không bị dư thừa. Cái thứ hai là thu được cái giá cao nhất thông qua cái việc mà giảm cái đầu mối tiêu thụ cho bà con rồi. Thì cái hiện nay đang làm rất tốt. Bên cạnh việc tiêu thụ quả tươi thì chế biến sâu cũng là giải pháp được các doanh nghiệp đưa ra. Tuy vậy, việc thực hiện thì vẫn còn rất gian nan. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh đầu tiên khu vực phía Nam định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phù hợp với sự phát triển của đô thị.
trong bối cảnh xuất khẩu nông lâm thủy sản đang rất rộng cửa, nhất là khi chúng ta đã có hiệp định thương mại tự do với EU, cơ hội bà con nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm là rất lớn, tạo bước đột phá cho nông nghiệp đô thị. Tuy vậy thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố này còn khá khiêm tốn. Mỗi năm, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh có thể cung cấp 2 triệu cây giống chất lượng cho thị trường. Nhờ có những cây giống tốt mà sản phẩm tạo ra cũng được khách hàng ưa chuộng hơn. Chỉ tính riêng hoa lan, hàng năm Thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất khẩu hơn vài trăm ngàn cây sang Mỹ hay Nhật Bản. Trong nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta tập trung cho vấn đề con giống, cây giống. Có nghĩa là bởi vì cùng trên cùng diện tích nếu chúng ta sản xuất cây giống, con giống thì như vậy nó sẽ giá trị nó cao hơn rất nhiều và cái giá trị sử dụng đất nó tốt hơn. Bên cạnh hoa lan thì giống cây trồng, rau hay cá cảnh cũng đã được xuất ngoại. Tuy nhiên, số lượng còn khá khiêm tốn. Một phần xuất phát từ khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên con đường tìm kiếm thị trường. Nghịch lý là số doanh nghiệp này tại Thành phố Hồ Chí Minh trên 95%. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có vốn trên 100 tỷ đồng chỉ chiếm 2%. Điều này khiến cơ hội xuất khẩu bị thu hẹp, nhất là sang thị trường châu Âu. Về mặt tổng thể mà nói thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa khơi dậy hết tiềm năng của hơn 20.000 doanh nghiệp xuất khẩu và các sản phẩm chủ lực xuất khẩu trên địa bàn. Tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản hiện nay tại thị trường châu Âu chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể thị trường xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có gần 114.000 hecta sản xuất nông nghiệp, diện tích nhỏ lại không tập trung, khó có thể trở thành một vùng sản xuất lớn đáp ứng được yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Chính vì thế, các nhà kinh tế cho rằng để tăng tỷ trọng cho ngành nông nghiệp, bên cạnh sản xuất theo hướng công nghệ cao, thì Thành phố Hồ Chí Minh nên phát triển dịch vụ hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết vùng. Thành phố Hồ Chí Minh nên tập trung ở cái khâu mà sơ chế, chế biến để làm cái đầu tàu, dẫn hàng, dẫn đầu về cái phần mà sơ chế, chế biến để chúng ta đặt hàng liên kết vùng với những vùng lân cận để chúng ta tạo thành những cái vùng nguyên liệu. Ở phía dưới những vùng kia ta có quy mô sản xuất, ở phía trên này chúng ta có Thành phố Hồ Chí Minh, ta có thông tin thị trường, chúng ta nhạy bén về công nghệ, chúng ta có lợi thế về logistics. Sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành đề án phát triển logistics đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên tinh thần phát huy liên kết vùng, gắn kết chặt chẽ với các tỉnh phía Nam. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp trong vùng giảm được chi phí xuất nhập khẩu, khai thác tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là EVFTA. Thưa quý vị, thời gian qua rất nhiều hàng hóa do bà con nông dân và doanh nghiệp sản xuất đã được công nhận chỉ dẫn địa lý như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê Thuột, trà Mộc Châu, Tân Cương hay vải thiều Thanh Hà, Lục Ngạn, gạo Điện Biên. Ngoài thuận lợi trong xây dựng thương hiệu thì khi được bảo hộ tại các thị trường nước ngoài, việc làm giả, nhái các nhãn hiệu này sẽ bị xử lý. Vâng thưa quý vị, với Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam EU hay còn gọi là EVFTA mới có hiệu lực, 39 chỉ dẫn địa lý của nước ta đã bắt đầu được Liên minh châu Âu bảo hộ nghiêm ngặt, trong đó thì đa phần là các đặc sản của các vùng miền. Nếu biết tận dụng tốt thì Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội để gia tăng xuất khẩu các đặc sản này. Nước mắm Phú Quốc, một trong những sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của Việt Nam đã có mặt tại châu Âu từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc xuất khẩu chưa nhiều do uy tín và thương hiệu chưa được xác lập trên thị trường. Khi EU công nhận chỉ dẫn địa lý nước mắm Phú Quốc trong khuôn khổ EVFTA, sản phẩm đã có những tín hiệu tích cực hơn. Và ngay sau khi mà được Liên minh châu Âu cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, thì cái hoạt động trong thị trường trong nước, trong nước mắm Phú Quốc đã tốt lên hẳn. Bởi vì người tiêu dùng có cơ sở, có cái dấu hiệu để nhận diện được nước mắm đó. Và đặc biệt nữa trên thị trường châu Âu, thì với các loại nước mắm mà không được bảo hộ, ví dụ như là nước mắm Phú Quốc xuất xứ từ Thái Lan hay là Trung Quốc, đều bị đào thải dần ra khỏi thị trường. Trong khuôn khổ hiệp định EVFTA, EU công nhận 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ở mức cao nhất, bao gồm nhiều sản phẩm nông sản có giá trị của nhiều địa phương như hoa hồi Lạng Sơn, vải Thanh Hà, xoài Yên Châu, nho Ninh Thuận, mực Hạ Long, gạo Điện Biên. Qua đó tạo điều kiện cho các đặc sản này xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình tại gần 30 nước thuộc Liên minh châu Âu. Cái cơ chế bảo hộ độc quyền chỉ dẫn địa lý nó làm có thể nếu thực thi nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Và ở EU thì cái điều đó là tôi tin rằng là được thực thi nghiêm túc thì lại càng bảo đảm cho cái sản phẩm thật của chúng ta. Để phát huy quyền được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì các đặc sản vùng miền tại nước ta rất cần được nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của các nước châu Âu. Doanh nghiệp cần phải có một cái cách tiếp cận tổng thể
về tất cả các yếu tố, trong đó có sử dụng về yếu tố là chỉ dẫn địa lý để nâng cao cái khả năng cạnh tranh của mình. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, chúng tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều trong cả cái cơ chế chính sách thực thi, đồng hành cùng với quý vị các bạn, các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta tận dụng tốt nhất, vượt qua thách thức, nhưng mà tận dụng tốt nhất những cái cơ hội này để thúc đẩy hàng hóa và các nhà cạnh tranh vào một cái thị trường với một cái tiêu chuẩn cao như châu Âu. Mỗi chỉ dẫn địa lý không chỉ đơn thuần là danh tính của một sản phẩm địa phương, mà còn là sự kết tinh của mồ hôi, công sức và trí tuệ nhiều thế hệ người nông dân và nhà sản xuất. Được công nhận chỉ dẫn địa lý là điều kiện cần, nhưng để thỏa mãn điều kiện đủ thì cần trách nhiệm bảo vệ và phát huy các chỉ dẫn địa lý này. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 46 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 26,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng lưu ý là Mỹ vẫn duy trì là thị trường nhập khẩu nhiều nhất nông sản của nước ta. Đáng lưu ý, nhóm nông sản chính xuất khẩu đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,2%, chăn nuôi ước đạt 250 triệu đô la Mỹ, giảm 25%, thủy sản đạt khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,3%. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng đầu năm, dù còn nhiều các mặt hàng xuất khẩu giảm, nhưng gạo, rau, sắn, tôm và sản phẩm gỗ, quế, mây tre vẫn có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị xuất khẩu gạo đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,4%, rau đạt 487 triệu đô la Mỹ, tăng 12,8%, sắn đạt 108 triệu đô la Mỹ, tăng 94,9%, lâm sản đạt hơn 7,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3%. Hiện đã có 7 nhóm mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu là sản phẩm gỗ với trên 5,4 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường lớn nhất của nông sản nước ta với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2% so với cùng kỳ và chiếm hơn 24,13% thị phần. Tiếp đến là Trung Quốc, ước đạt 6,28 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24% thị phần. Xuất khẩu sang các nước châu Âu đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,7% thị phần. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành năm 2020 đạt khoảng 41 tỷ đô la Mỹ.